Đây xin gửi cho gia đình mỗi hộ 4 triệu nha. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu. Dạ. Huy. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu. Thiên. Cà dâu nè. Cà dâu. Nếu như mà từ đây mà lên trên huyện Nam Trà My thì khoảng hơn 3 tới 4 tiếng đồng hồ nữa hả cô? 3 tiếng đó. Nhưng mà giờ mưa lớn sợ nó sạt lở núi chứ. Cà dâu nè, 3, 2, 4, 6, 7, mới có 7 cả con em. Nếu mà tính luôn huyện Nam Trà My thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 xã. 10 xã. Thì đi Trà, đây là Trà Cai và Trà Nam. Còn Trà Len thì hôm nay thì có sạt lở với Trà Vân nhưng mà rất là nhiều đòn. Dạ. Để chú nói con nghe nè, cái đường đi Trà Len này lên tới đây có cái cầu đi vô nè. Dạ. Đây là có cái cầu nè. Cầu này đi vô đường, vô đây là có mụn ngã ba nè, đường đi vô Trà Len nè. Trà Len. Đường đi là Trà Len nè. Dạ. Còn bên đây là Trà Dơn nè. Trà Dơn nè. À đúng rồi, Trà Dơn nè. Trà Dơn nhưng mà Trà Dâu nghe. Dạ. Đó, cái đi lên mấy cái đây là trung tâm huyện nè, cao lên đây là trung tâm huyện này. Dạ. Đó. Trung tâm huyện này là lên đây. Đây là đường lên trung tâm đó, đang lên đây là có cái đường rẽ ra đây nè. Đi miết lên đây nè, đi lên Trà Nam nè. Đó. Rẽ ra đây, lên đây có cầu, cầu nó gọi là cầu Hiền Đầu. À, đi miết một đường là lên Trà Nam. Còn cái Trà Cang đây á là bằng đường này. Bây giờ thì mình sẽ đi theo chuyến xe này từ thành phố Tam Kỳ và sẽ lên trên huyện Nam Trà My. Nếu mà đường mà thông thoáng thì tất mất khoảng 3 tiếng đồng hồ. Xin chào mọi người, hiện tại thì mình đang có mặt tại xã Trà Giáp thuộc huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Và ngay lúc này thì khi mà đường dẫn vào xã thì gặp rất là nhiều cách trở. Thi thoảng thì đường bị chia cắt bởi tình trạng núi sạt lở và cũng bắt gặp rất là nhiều căn nhà bị núi mà vùi lấp hoàn toàn luôn. Vừa rồi thì mình có thăm hai gia đình, trong đó thì một gia đình có bị một em bị núi vùi lấp mới mất, còn một gia đình thì gần như là mất trắng toàn bộ tài sản. Còn bây giờ thì mình sẽ tiếp tục hành trình hỗ trợ cho bà con ở xã này. Ngay lúc này thì mình có mang một ít tiền mặt để cho bà con kiến thức lại cuộc sống. Ở đây thì còn rất là nhiều hộ gia đình, nghe nói là 30 mấy hộ mà bị tốc mái sập nhà hoàn toàn. Và bây giờ thì mình sẽ ghé một vài hộ nặng nề nhất. Nhờ mua tao đâu bé. Nhờ mua tao nè. Nhờ mua gì tao đâu. Nhờ bán được nữa hả? Cho tu như thế hả? À, đó anh xuống. Ủa nhà bé, nhà chị này bị trôi hả? Trôi, nhà mà trên là cái đoạn sạc trên kia kìa. Hiện giờ là chị đang ở nhà ai đây? Ở nhà ở nhờ hả? Nhà mình vậy thì cái đoạn sạc lở kia là cái nãy mới đi ngang qua hả chú? Đây là có lấy được. Bây giờ thì mình sẽ chạy lại cái chỗ mà bị sạc lở tốc hết căn nhà và mình cũng kêu gọi 6 chủ hộ, 6 chủ nhà ra để cùng trò chuyện luôn cho tiện. Và chắc có lẽ thì nếu mà đi vào một cái xã mà theo như mình đã dự tính đó là xã Trà Cang. Trà Cang hả chú? Trà Cang, nhưng mà chắc có lẽ cũng khó lắm. Mà hay là mình sẽ hỗ trợ hết tất cả bà con ở đây. Cái này là hôm bữa là núi nó dạ núi bị sạt lở trên núi đó. Nhưng mà không ai thiệt hại về người hết. Dạ, người thì được di chuyển hết trơn rồi. Còn được mới di chuyển vừa xong di chuyển người là sạt. Là di chuyển được bao lâu là bắt đầu sạt anh? Khoảng 30 phút. Hên quá ha. Hên quá thiệt. Hên. Ông chuyển được rồi, phải chạy xuống đây tới trên gian tập xuống. Ở 6 hộ thì cho em tập hợp hết 6 hộ đi. Ở đây dạ, đi. Dạ. Có 6 hộ 1 2. Mi là biết phòng mi. Đây là mọi người, mình đang đi trên những cái xác nhà. Và những ngày qua thì qua trời luôn, vùi lấp hết. Và ngay tại hiện trường này thì thi thoảng thì bắt gặp được một vài cái miếng tôn
máng gỗ. Đeo ơi, đeo. Ở trên này thì ba căn nhà là trôi hoàn toàn, còn lại một vài nhà thì còn ngổn ngang như thế này. À, dạ cho em gặp hết 6 hộ đây luôn ạ. Mình có còn hơn 20 mấy triệu, dự tính là sẽ đi vào một cái xã, đó là xã Trà Ca, để hỗ trợ. Nhưng mà chắc có lẽ mình thấy ở đây nó thiệt hại nặng nề quá, cho nên là mình sẽ gửi hết toàn bộ cái phần quà này cho bà con ở đây, và hôm sau thì mình sẽ trở lại thị trấn rút thêm tiền để vào hỗ trợ thêm một cái số xã nữa, hoặc là mình nhờ bạn mình vào xã Trà Ca. Còn bây giờ thì ở đây thì bà con thiệt hại nghiêm trọng lắm, mất hết tài sản luôn. Dạ. Anh là nhà anh là vị trí nào? Nhà anh hồi nhà anh nằm ở vị trí nào ạ? À? Ngay đây hả? Đấy. Là mái tôn này của anh luôn. Còn nhà anh này là chỗ nào? Ở trên kia. Còn anh dân quân tự vệ. Nhà anh chỗ nào? Trên. Chỗ này là nhà chị. Nhà chị bên này. Nhà chị hai cái nhà luôn. Nhưng mà vừa rồi á. Dạ. Vừa rồi sự cố nhà gia đình mình á, thì chắc có lẽ cũng mừng may mắn hơn đó là thoát nạn được. Chỉ trễ 30 phút nữa thôi là coi như là tiêu luôn. Đi 78 người á. 78, 20 người luôn. 20 người. 78 người. Ờ đúng rồi, 20 người. Dạ. Đây một hộ, hai hộ, ba hộ, bốn hộ, năm hộ, một anh nữa là chưa tới. Không sao đâu, không sao đâu. Tới giờ gửi cho lại. Dạ. Anh Tiến. Anh Tiến nữa. Anh tên gì? Thắng. Thắng. Kiều. Kiều. Mai. Mai. Hiền. Hiền. Anh Huy. Dạ. Qua trời luôn. Sạc ra. Giờ nhìn cái ngọn đồi ấy. Không biết là mưa, tí nữa mưa nữa, không biết làm sao nữa đây. Người ta mới biết bình thường. Thôi bây giờ nhầy em còn một cái khoản tiền nhỏ nhầy. Em tính là vô xã Trà Ca, nhưng mà đi ngang qua nghe nói là nhà mình bị sập. Em gửi toàn bộ số tiền này cho bà con mình chia đều ra nha. Thì ở trong này thì em sẽ dự tính 20 mấy triệu á. Em cho mỗi hộ 4 triệu san sẻ khó khăn. Cảm ơn em trước thì. Dạ. Cái gì cũng có gì ngoài lời cảm ơn một em. Dạ. Đây xin gửi cho gia đình mỗi hộ 4 triệu nha. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu. Dạ. Huy. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu. Thiên. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu. Mai. Dạ. Thắng. Cảm ơn em. Bốn tiêu. Ồ còn dư 2 triệu. 2 triệu đây thì sao ta? Thôi còn một anh nữa chưa có đúng không? Còn anh Tiến. Anh Tiến rồi, quên quên. 2 triệu. Không biết còn đủ hay không nữa. Chừng nào hay chừng đấy, biết đăng tiền. Đây là tiền cá nhân của em để sử dụng đi lại nè. Em lấy hết luôn để hỗ trợ gì cho ba con hỗ trợ. Hy vọng đủ, 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 đủ. 1 triệu. 2 triệu. Ồ đủ rồi, hên quá. Này đại diện cho một anh không có ở đây. Anh nhận giúp cho em. Thăm người thôi chứ đồ đạc là hết sạch luôn. Có nghĩa là mình may mắn là mình giữ lại mạng người. Giữ mạng. Dạ. Bà con ở đây mình là làm nghề gì hết à? Làm nông hết. Làm nông, làm rẫy á. Quá trời luôn. Ở đây thì còn vài mái tôn nhặt lại được, kiến thiết lại được không? Mà sao hết rồi. Được làm gì? Thí dụ bây giờ mình dựng lại cái mái nhà mình là tốn khoảng bao nhiêu tiền? Khó lắm em ơi, thì theo loại nhà. Còn không có cây cối rồi xây nhà thì đương nhiên em hiểu rồi. Chứ còn mà nói làm cái nhà đơn sơ thì làm cây cột sơ sơ thì cũng tên này chờ cũng khó. Giờ gỗ đồ đâu có còn nữa, nhưng mà gỗ cũng phải mất mớ tiền mà cũng không còn gỗ nữa. Nếu mà xây thì em cũng biết một cái nhà xây tầm bao nhiêu tiền. Ở trong này là bà con mình là người dân tộc hay là người Kinh? Dân tộc gì ạ? Bà Dông. Ca Dông. Ca Dông, Ca Dông. Nhưng mà em nói chuyện thì chắc mọi người nghe rõ không? Hiểu được đúng không? Hiện giờ nhà chị hôm đó chính quyền địa phương có kêu mình di dời, thì lúc đó mình có lo, mình nghĩ rằng là sẽ bị sạt lở không? Mình cảm nhận được cái sự núi nó bị nứt không?
Tóm lại là từ trước đến giờ là không có nguy cơ sạt lở, đến năm nay là nói chung bà con cũng hơi bị chủ quan, tại vì từ hồi trước đến giờ là không có nguy cơ sạt lở không. Đến khi là trong nhà gia đình thấy nguy cơ, thấy đắt nước đổ nhiều quá, gia đình mới chuyển đi. Chuyển nhưng mà không kịp lấy những gì hết, tại vì từ trước đến giờ không có nguy cơ sạt lở cho nên không biết được. Là gì vậy, người đi trước đã rồi, ai trước hai người đi luôn. Thời điểm mà mình di dời lúc mấy giờ ta? Nếu 12 giờ. 12 giờ đêm. 12 giờ trưa. 12 giờ trưa. Và tới gần 12 giờ rưỡi 30 phút sau là 30 phút sau là 30 phút sau là sạt luôn. Khi mà anh trở về nhà anh cảm giác thấy mình may mắn không? Quá may mắn. Quá may mắn. Tại vì được kịp thời nói cho bà con anh em đi chạy ra thì quá may mắn. Mình về xã thì mình nghe được cái tiếng động lớn không? Nói chung cũng lúc đó tâm trạng mưa gió thì mình cũng không biết luôn á. Qua tâm trạng mùa nghỉ cái chừng đó. Có khoảng tinh thần hết rồi, không còn. Thôi thì hôm nay thì em cũng không có chuẩn bị được phần quà cho bà con nhiều. Em cũng muốn san sẻ nhiều lắm. Nhưng mà những ngày qua em bị kẹt ở Bắc Trà My á. Và Nam Trà My cũng bị kẹt luôn, cô lập luôn. Đường màu đây mọi người biết rồi. Cách trở. Đi đường dài thì đâu có dám mang nhiều quà, nhiều tiền đâu. Em là người đâu? Em ở Sài Gòn. Cho nên là em muốn là san sẻ bà con mỗi người mười mấy triệu để dựng lại mái nhà. Thực sự như vậy. Nhưng mà nãy giờ đi xuống dưới kia thấy thương quá, cho hết họ thôi thì dịp khác quay trở lại để san sẻ cái khó khăn của bà con. Hy vọng rằng cái phần quà này nó cũng không có đáng để mình xây dựng nhà, nhưng mà cũng đủ lo được cái ít mua mùng mền chiếu gối rồi đó, lo một ít những ngày tới. Thôi thì cũng trong cái rủi mình cứ coi đó là cái may của mình, bảo toàn được mạng sống đó, bà con. Mình đây là sớm mấy à? Tổ 5. Tổ 5? Ừ. Ấp gì vậy? Thôn 2. Tổ 5 thôn 2, xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Rồi chắc xin phép mọi người. Dạ, tạm biệt ạ. Cảm ơn em nhé. Đây là những gì mà còn lại sau cái đợt núi lở và lũ. Mọi người sẽ thấy còn cái này là cái sợi dây là... Ủa sợi dây này dùng làm gì vậy anh? Cái dây này làm gì? Mặt nước. Cái nước này uống được, cái nước về nhà. À cái dây đây là lấy nước từ suối về để uống. Hả? Lấy nước sinh hoạt. À rồi cũng đu dây này để đi qua suối luôn cho khỏi bị trôi. Đúng rồi. Một cái xã nghèo mà thấy nhiều đau thương không? Ở Quảng Nam mọi người. Tiền đó, vừa nó ra là tự nhiên quá. Thì bây giờ chỗ tiền buôn tiền. Đi. Đi làm quay. Khắp nơi.